Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay Chủ nhật thứ ba thường niên, năm A, mồng 2 Tết, kính nhớ ông bà tổ tiên. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tà ngàn sông Jordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Nhưng kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang hân hoan bởi những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, ngày mà mỗi người Việt được sum họp quây quần bên gia đình để đón mừng năm mới. Mọi người chúc nhau một năm mới mở ra những cơ hội mới để được thăng tiến và hạnh phúc. Đó có lẽ cũng là ước nguyện của mỗi chúng ta. Phục vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ ba thường niên hôm nay, Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, xuống thế làm người và bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng cứu độ, khai mở một thời đại mới, thời đại của nước trời, để đem lại sự sống mới và hạnh phúc cho con người. Khởi đầu của bài tin mừng nói đến sự kiện Gioan Thầy Giả bị chính quyền đế quốc Roma bắt giữ, như là để nhắc đến sứ mạng của Gioan đã kết thúc và giờ đây bắt đầu sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Kitô bắt đầu sứ vụ rao giảng tại Galilê, vốn được coi là miền đất của tăm tối, miền đất của dân ngoài. Điều này ứng nghiệm với lời của ngôn sứ Isaiah đã loan báo từ trước là Thiên Chúa sẽ hạ nhục đất Zebulun và Naphtali và dẫn đưa họ bước ra khỏi chốn tăm tối mà bước vào ánh sáng huy hoàng trong niềm hân hoan và vui mừng. Chúa Kitô sẽ là ánh sáng soi đường và quy tụ mọi dân nước về để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Khởi đầu lời giao giảng của Đức Kitô là kêu gọi: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Lời giao giảng đầu tiên của Chúa là kêu gọi sám hối. Vậy Chúa kêu gọi con người hãy sám hối ở đây có nghĩa gì? Nước trời và trần gian khác nhau điều gì? Con người sám hối là vì đang mầy mò đi tìm sự thật của cuộc sống trong những thứ phù vân của trần gian, của cái
quyền lực, danh vọng, vân vân. Họ tưởng rằng những thứ đó là đem lại hạnh phúc cho họ, nhưng kết cục vẫn là sự đau khổ và chết chóc. Đó là kinh nghiệm lịch sử của bao thế hệ để lại. Con người không biết được rằng chính Thiên Chúa mới là cội nguồn, là đứng làm chủ sự sống của họ và ban cho họ sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc. Con người bước đi trong tăm tối của tội lỗi. Con người đau khổ là do chính con đường tội lỗi của họ gây nên. Giờ đây, Chúa Kitô dẫn đưa con người bước đi trong tình thương của Thiên Chúa, bước đi trong ánh sáng sự sống vĩnh cửu của người. Chỉ khi con người biết sám hối thì mới có thể nhận ra con đường tăm tối, lầm lạc, tội lỗi, đau khổ của mình, để bước đi theo Chúa Kitô là ánh sáng đem lại sự sống mới và hạnh phúc cho con người. Qua những lời rao giảng và cái chết trên thập giá của Chúa Kitô, Ngài đã phục sinh, chiến thắng thần chết và bước vào sự sống trong nước Thiên Chúa ngự trị. Và những ai tin đi theo Chúa Kitô thì sẽ được sống lại với người. Một điều chớ trêu thay, những người tin đi theo Chúa Kitô nhưng lại vẫn giữ trong mình con đường tăm tối, để rồi họ lại vẫn bước đi trên con đường lầm lạc. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã phải lên tiếng dạy dỗ cộng đoàn Côrintô khi họ tin nhận Thiên Chúa là cha của họ, nhưng họ vẫn chia năm xẻ bảy, bè phái, chia rẽ, chống đối nhau. Người thì theo Phaolô, người thì theo Apollo, người thì theo Phêrô, người thì theo Đức Kitô. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ họ hãy sống theo chân lý của Chúa là sống hòa thuận, yêu thương, nên một trong tình yêu của Thiên Chúa, vì nước Thiên Chúa chỉ dành cho những ai nên một với người. Ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay cũng là ngày mùng 2 Tết, chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên. Chữ hiếu trong đời sống của người Việt luôn được đề cao vì nhắc nhớ cho chúng ta về cội nguồn của mình. Lòng biết ơn với những đấng sinh thành, dưỡng dục. Đây không chỉ là nét đẹp trong văn hóa người Việt chúng ta, nhưng trên hết là đạo lý của Chúa như Chúa đã dạy: hãy thảo kính cha mẹ. Thật vậy, chỉ những ai sống với lòng biết ơn thì họ mới có thể tin nhận chân thật Thiên Chúa là cha của họ. Vì người là đấng sinh thành nên vũ trụ, sự sống con người và ban cho họ có sự sống đời đời. Trái với lòng biết ơn là sự vô ơn. Những ai sống vô ơn với đấng sinh thành thì đó là những con người sống trong lầm lạc, tăm tối, đau khổ, vì họ phủ nhận cội nguồn của họ, phủ nhận Thiên Chúa là đấng nhân lành, thánh thiện, là đấng cứu độ, luôn ban sự sống cho họ. Những ai tin nhận Thiên Chúa thì hãy sống theo đường lối của người, sống theo con đường công chính, ngay thẳng và tình thương, để được Thiên Chúa chúc phúc, ban ơn có được cuộc sống tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn. Qua lời Chúa và ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, mời gọi chúng ta luôn biết sám hối, canh tân đời sống, để bước đi trên con đường ánh sáng của Chúa Kitô, biết tin nhận Thiên Chúa là người cha nhân lành, yêu thương, luôn đón nhận, tha thứ và ban ơn cho chúng ta. Khi ấy, những lời cầu chúc tốt đẹp cho nhau trong năm mới trở thành hiện thực trong đời sống của mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban ơn bình an và chúc lành cho đời sống của chúng ta trong năm mới này. Nhân dịp năm mới, tôi xin được phép thay mặt cho tất cả anh chị em thực hiện chương trình Để Lời Lớn Lên
gửi đến tất cả quý ông bà và anh chị em một năm mới được an khang thịnh vượng, được nhiều ơn lành của Chúa và sự bình an luôn có Chúa đồng hành với quý ông bà, anh chị em trong năm mới này. Và xin Chúa chúc lành cho đời sống của năm mới, được nhiều ơn lành của Chúa, được hưởng những ngày Tết thật đầm ấm bên gia đình. Xuân